Ok, chúng ta sẽ đến với cuốn game kinh dị mang tên là Apartment 1406 nhé. Đây là một cuốn game kinh dị mới ra mắt. Tôi vừa mới tìm và vô tình thấy thôi. Nó là giá gái thì tôi mua luôn. Một game này trông có vẻ hay, được cái có tiếng Việt đỡ phải dịch nhiều. Không biết chưa biết có tải rồi mà. Vừa vào đã có nhiều nhiệm vụ thế. Chưa làm gì đã ấy thôi. Chơi mới. Thoại, tôi tên là Ethan Beck và tôi là trợ lý của Gabriel Blackwood. Những ước mơ lớn nhất của tôi là săn quỷ. Giáo sư Gabriel Blackwood là một thợ săn quỷ dày dặn kinh nghiệm, người luôn nhấn mạnh tôi rằng cần phải học thêm các kỹ năng trước khi sẵn sàng tham gia cùng ấy trong cuộc chiến chống các thế lực đen tối. Và chúng ta có vẻ là sẽ là một thợ săn quỷ đấy. Bộ game này có vẻ hay, có vẻ cuốn đấy. Arem, phòng thu một người. Strange can come at the least expected moments, and in my case, it What, happened what, what, only with what? a phone call What, from what, what, what? Professor Gabriel Blackwood. Be careful what you wish for. Sao nó dịch bị lỗi à? Nó dịch bị lỗi. Giáo sư Gabriel là yêu cầu tôi đến căn hộ của khoa 1406 và mang cho ông ấy một cuốn sách cũ. Tuy nhiên ông ấy không nói cho tôi biết tại sao. Anh ấy rất kích động. Anh ấy đề cập rằng cuốn sách nằm trong một căn phòng bí mật và để lại manh mối ở đó. Tất cả nghe có vẻ kỳ lạ, thậm chí đến từ anh ta. Khi bước vào tòa nhà, tôi có cảm giác như mình đang du hành xuyên thời gian, cầu thang dốc và nội thất cũ kỹ. Ở mỗi bước đi, tôi cảm nhận đó không ổn và có gì đó không ổn, những tiếng thì thầm và những âm thanh kỳ lạ. Tàn tật, sao lại tàn tật, đã bật và tàn tật thì và tiếng Việt là hơi lỗi. Tiếng Việt này là hơi lỗi. Ui, chiêu thức mà. Tiếng Việt này hơi lỗi. Tàn tật và đã bật. Tại sao lại là tàn tật và đã bật? Ở đây có vẻ chúng ta đây. Chúng ta đang ở trong căn hộ 1406 đấy. À, cài đặt tụt nhạy, được làm xuống 0,7 thôi ạ. A few moments later. À đây, đây. Được rồi đây. Muốn nhạc tốt đéo hiểu là tiếng Việt. Đi lên cầu thang và tìm căn hộ 1406. Đây là một cái quy dị mới nhé. Có vẻ chúng ta thầy là một thầy dịch quỷ. Trong con game này có vẻ ở nhà tab để mở menu, tab để mở menu khoảng không cáo gì. Hàng tồn kho, đi lên cầu thang và tìm căn hộ 1406. Đến nếp ship để cúi. Ok. À lẽ lẽ tao rồi quy bù lấy à, có cả quy cắt đi ấy quay đấy à, liếm này. Ui tôi sẽ lấy ghế này, tôi liếm quỷ ấy. Con game này có vẻ hay đấy, game một game mới. Game mới mà. Phải game mới đó chứ. Đéo ơi. Đi. Đéo đi. Alo. Anh sai ổn 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 lắm anh sai. Đặt lên 1406 đây, căn hộ 1406 đây. Một dấu hỏi chấm. Dấu hỏi chấm mũi tên. Không. Con game này là con game mới ra mắt. Ui, tự nhiên tôi vô tình tôi nhìn thấy mà. Con game này tên là Apartment 1406. À, căn hộ 1406. Có vẻ con game này nói về việc là chúng ta sẽ là một thầy diệt quỷ, cho nên là nó mới thế. Cất đi nha.
chưa hiểu cái này có gì, nhưng mà cửa đi nghe để mở cửa, cửa khóa tôi cần đi tìm chìa khóa, đi tìm chìa khóa của căn hộ đâu. Con game này đang giảm giá 25% nhá mọi người, nếu của ấy thì mua luôn đi, rẻ mà có 50.000, năm mấy nghìn thôi, đáng là bảy mấy nghìn cơ nhưng nó giảm giá. Nó tìm chìa khóa ở đâu? Giờ tôi phải đi tìm chìa khóa để đi vào căn phòng này đây. Con game này không giống là Welcome to Kowloon đâu. Ảnh của ai đó khá là kinh, nhưng mà đây là cái bóng của ai kinh ấy chứ. Chưa quá ở đâu nhỉ? 5 minutes later. Nhưng mà chìa khóa ở đâu nhỉ? Con game này nghe nói là mình có cả súng, cả dao, cả dùng các kiểu đánh nhau quỷ mà. À đừng nói dưới thảm nhá. Ui, tôi biết ngay mà. Ui dồi ôi. Cái mũi tên nó chỉ là dưới thảm. Anh em nhớ em xin chắc lấy tạo cái chìa khóa nhá anh có gì anh tha em nhá anh nhớ đéo hiểu kiểu gì, chứ kiếm lắm cái đéo gì ạ. Tôi vừa mới đi, thôi mày ạ. À đây là sáng đây rồi. Nhiệm vụ hết rồi. Súng sủng gì đánh nhau. Đi tìm cuốn sách trong căn phòng bí mật với giá sách. Ở đây có gì đây? Bạn đã lấy ba lô. Ba lô để làm gì? Uầy vãi. À tơ tơ tơ. Ai bạn có thể cho tôi hỏi đường được không nhỉ? À tơ tơ tơ. Bây giờ đi đường nào để lấy đồ nhá anh nhỉ? Bạn nhỉ? Thôi bây giờ anh ấy đều lối xi rồi, anh ấy im lặng rồi. Có nhiều anh thế. Đi lấy đồ, đi lấy vũ khí nhanh. Ôi nhiều quỷ lắm. Đây có vẻ là quỷ này. Kết hợp chiến thánh với loot. À đi tìm chiến thánh à? Đây là kiểu con game về ấy à? Đi chúng ta sẽ đi tìm vũ khí. Được quá. Ủa kinh lắm. Đây cô bé đây. Ô đẹp lủng lẳng này. À phản chiếu. Thư nhiệm vụ gì? Tìm cuốn sách trong công văn bí mật với giá sách. Sách trong văn phòng. Tôi thấy có gì. Ma quỷ đâu chui hết ra đây. Anh là ma quỷ không nhỉ? Ma quỷ lề. Cái phòng bí mật ở đâu? Trông cũng được nhỉ? Đằng sau cánh cổng này, ác quỷ ẩn nấp và nó đang đợi bạn.
À. Nghĩa là sau cánh cửa kia là có ác quỷ à? Cuốn sách trong căn phòng bí mật. Cuốn sách nào? Đây à? Quả. Sách nào nhỉ? Đó bảo tôi kết hợp với chiến thánh với loot. Tức là tôi phải đi tìm cái chiến thánh đúng không? Tôi đi tìm chiến thánh tôi cắm vào là tôi xong không? À đây đây đây. 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 Chìa khóa nhỏ. Ôi sức cả mình. À, đây rồi. Một là để sử dụng rìu. Bạn lấy rìu gì? Nhặt chiến thánh lên. Á. 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 Sao? 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 Ô, con game này dễ quá. Game dễ quá. Có vẻ như thiếu cái gì đó ở đây. Thiếu tả. Tìm sách trong căn phòng bí mật bây giờ sách. Đục chiến thánh rồi. Kết hợp chiến thánh với loot mà. Cái chén gì à, chén gì à, có vẻ thiếu một cái gì đó ở đây. Thế chắc là đi lấy nước đúng không? Chắc tôi phải đi lấy nước đúng không? Tôi chết rồi. Ồ, tôi có vẻ tôi phải đi lấy nước. Đi lấy nước để lấy đây. Thôi nhá. Nó nhìn vào hướng này á. Sao lại có gì à? À, mấy con quỷ biến mất tôi này. Mấy con quỷ biến mất tôi này. Hay là lấy cái này chặt xích. À đây, chắc lấy cái chén thánh này múc nước ở xong đây. Auto múc nước. Giờ tôi làm gì? Tôi đi ra khỏi nhà được không? Tôi nghĩ chắc có gì đấy chứ. 5 minutes later. Tôi nghĩ là cái này chắc chắn là để chặt cái gì thì nó mới cho cái rìu này. Chứ còn nó như không chặt cái gì thì cũng cho cái gì. À đây đây đây. Đây 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 đây. Đây. Chìa khóa nhiều hỏa đây. Đã quá rồi. Đây đây đây, khỏi sao ạ. Tôi thấy cứ vô lý không có cái này đâu. Nhà vệ sinh. À. Yêu ơi. Yêu ơi kinh vậy. Yêu yêu, ông nào sợ nhẹ nhìn cái lách kinh lắm. Nhiều nhẹ đấy. À đây là tôi này, đây có vẻ là tôi này. Đây có vẻ là tôi này, nhưng tay tôi đang cầm rìu mà. Mà trong gương nó xoay từ trong này ra là có một đối chỉ ạ. Nếu như kiểu gì. Thôi nhá, làm nhanh, làm nhiệm vụ nhanh. Auto. À, chắc cho lúc vào trước. Nó kết hợp kiểu gì? 5 minutes later. Rồi làm sao kết hợp? Thử xài chuột trái xong bấm vào hai cái đó. À. Ui giời.
rồi ôi. Ôi cảm ơn bạn nhá. Mẹ đồng sách. Ok cảm ơn bạn nhá. Ừ, có gì khó cứ để viewer thôi bạn nhá. Nếu như kiểu gì. Mùi ảo thật ý. Đây. Ô nhưng mà ở đây kết hợp rồi đấy. Ê á. Ô trời. Alo. Ô tôi chết rồi. Sao nó kết hợp? Nó kết hợp nó kẹt đây rồi này. Lỗi à? Lỗi game rồi. Lỗi game rồi. Giờ lại không được rồi. À đây. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ấn vào. Ấn vào xong hiện cái chữ kết hợp và chúng ta sẽ kết hợp. Đậu xanh con game nhá. Lỗi lủng nhá. Nhá. À chúng ta đi tìm tiếp bí mật không. Ấn vào. Ấn vào xong hiện lên cái chữ kết hợp. Và chúng ta sẽ kết hợp hai cái đấy vào. Có gì để quay rồi ông vừa đua chưa ông chuột chuột điểm gì. Ok chào bạn nhé. Tối nay chúng ta sẽ chơi kinh dị và tối nay có khi chúng ta sẽ không chơi vào lúc rừng. À game game mới, con game mới tăng mang tên là Apartment. Apartment. Apartment 1409. Nó dịch ra nghĩa là căn hộ 1409. Câu chuyện nói về việc là tôi là một thầy trừ tà. Tôi một thầy trừ tà. Đây rồi, tôi hiểu rồi. Ấn vào đây. Ấn vào đây xong ấn cái chuột, ấn cái nút bên trong nữa. Cái gì đây? Quỷ à? Anh nhỏ bé chắc đâu thần thần lùn thần lùn thần lùn thần lùn nào thần lùn thần lùn thần thần lùn thần lùn thần lùn nào sao 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 làm sao sao ờ ờ dậy đây dậy múa đây dậy múa đây nào 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 dậy múa múa đây. Nhật ký của giáo sư Gabriel Blackwood. Blackwood. Ok chào bạn nhé. Nhật ký của giáo sư Gabriel Blackwood. Ngày 1, căn hộ 1406, chúng tôi bắt đầu lễ trừ tà cho con quỷ Demisus. Demisus trong căn hộ 1406. Những người dân đã chiến đấu bên cạnh chúng tôi và hỗ trợ bắt con quỷ mà chúng tôi trói bằng xiềng xích. Emma, đứa con gái tài năng với những khả năng phi thường của tôi đã tỏ ra vô giá trong cuộc chiến chống lại cái ác của chúng tôi. Con quỷ vẫn ghê gớm, có lẽ tôi nên yêu cầu Ethan cung cấp cho tôi bản thảo quyền bí 2. Nghĩa là tôi phải đi từ bản thảo quyền bí 2. Ít mới flop quá. Thằng nhằng nhằng. Vip ngon thế không gì. Anh còn chưa làm được quả vip như em đâu đấy. Chúng ta tiếp tục rồi. Ngày 2 tháng 4. Trong những ngày này chúng tôi đã tham gia cuộc đấu tranh khốc liệt của con quỷ Demisus. Đã cố gắng thoát ra và trả đũa chúng tôi.
Người dân kiên định tin tưởng không lay chuyển rằng chúng ta có thể vượt qua EMA, sử dụng khả năng phi thuật của mình là đồng minh quý giá nhất của chúng tôi. Kia là ngày 2 đến ngày 4. Ngày 2 đến ngày 4 là cái con Dinosaur lại đã quay, nó đã thoát được ra. Nó thoát được ra và là trả đũa lại đồng đồng minh với cả cái trả đũa ông giáo sư này. Ngày mùng 5, à ngày thứ 5. Thật là không may, một đám cháy bất ngờ bùng phát, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ tòa nhà. Chúng tôi vội vã đi tìm cách trốn thoát nhưng hầu hết cư dân không thể được cứu. Một mình tôi xoay sở để sống sót. Trái tim tôi tan nát khi nhận ra Emma có thể đã không sống sót. À, sau đó một khoảng thời gian ngắn kể tôi quay trở về tòa nhà. Thoạt nhìn nó có vẻ bình thường nhưng tôi cảm nhận được sự thối rữa bên trong, mùi khét lẹt. Một thứ gì đó lạ và mạnh mẽ sở hữu nó. Phải sở hữu nó, nhưng đó không phải Demosus. Emma, tôi phải tìm cách xác thực sự thật, xác định sự thật. Ethan, tôi là Ethan, tôi là Ethan và có vẻ tôi phải đi tìm cái bí mật của cái tòa nhà là tại sao lại như thế. Và thứ hai là tôi nghĩ là cái con quỷ, con tôi nghĩ là cái con kia chính là con Emma. Rồi đọc xong rồi thì alo anh ơi, mà sao có gì không, không có cái gì. Mật mã 666 này ở đâu nhỉ? Nó phải có cái gì đúng không? À đây, đây. 666. Đây mật mã quỷ nhá. Nó cất cái gì vào trong đây? Quyển sách số 4 à? Ờ, bản thảo số 4. Tiêu cập nhật giờ của căn hộ. Có vẻ giờ tôi phải giờ khoảng căn hộ rồi. Game gì anh nhỉ? Con game này tên là Apartment 1406 nhá. 3 số 6, 3 số 6 là 36 mà 36 thành hóa, sinh ra là 666 là thành hóa. Được. Con game, mới. Tôi chết tôi rồi. Nào. Nào con quỷ nào thích ngáng đường ra đây anh chém nó phát. Mục tiêu là tìm 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 chìa khóa gần cửa căn hộ 1406, tìm một cách mới để thoát rời khỏi căn hộ. Cái chị ma lơ canh này, chị ấy làm gì tôi cơ, nhưng mà chị ấy cho tôi chìa khóa, em cảm ơn chị nhiều ạ. Vâng ạ, em rất cảm ơn ạ. Có gì chị đợi tí liên lạc với em sau nhé. Em chào chị nhé, bye bye. Bye bye. Cái gì đây? Cái gì đấy? Đóng cửa vào. Bắt yên định rồi. Tôi đang đến, tất yếu bạn không có lối thoát. Thế là sao? Sao bật nhạc bật nhỏ nhỏ chứ, hàng xóm ngủ này, bật lên cho nghe này. Ủa sợ quá, đáng sợ. À,
Nó là vầy vầy đó. Xanh. Ai đây? Đây là con quỷ đấy này, con quỷ bị ấy này. Đấy là con sách mà đi xuống tòa nhà. Nhà thuốc, đây thuốc, đấy đấy, đấy là con quỷ cần phải trừ tà đấy. Tối thế. Lấy chìa khóa đi. Tại cái gì đấy? Lửa đã cháy, mọi thứ đang cháy và tôi với lửa chúng ta sẽ sớm bên nhau. À, có vẻ là chúng ta đang quay lại với cái ngày hôm đó, cái ngày hôm mà nó cháy đấy. Anh đã bộ hoàng sợ hút cái tinh lịch đi à? À, hoàng hốt một cái tinh lịch đi đơn giản. Đơn giản nhé, đơn giản. Tôi lơ phải có một cái gì đấy kiểu đáng sợ. Kiểu bị khóa, tôi cần tìm chìa khóa. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Cái túi. Cái túi để làm gì? À đây, đây, chìa khóa đây. Chìa khóa đây, chìa khóa đây. Ê, chìa khóa đây, chìa khóa đây. Đức cá mình. Người ta lấy lạ quá, cũng xài phép, mình xài vật lý. Lúa đấy, mẹ nó cho đúng cây dìu để chúng ta mà. Ê, tại sao? Hoàn hốt theo một cách thanh lịch nhá. Hoàn hốt theo một cách thanh lịch nhá. Gì nhỉ? Sợ quá. Đóng sợ quá. Phải đóng cửa thôi. Đóng cửa thôi. Đấy nhá. Khoảng sợ một cách thanh lịch nhá. Chắc xưa chỗ này bị cháy rồi. Giờ mình giúp bà ấy lên bà đưa mình chìa khóa đấy. Ừ có khi thế. À. Sợ quá. Đáng sợ quá. Tay lịch cộng 99. Chị ơi. Cảnh chị ơi. Con ma lại yếu quá à? Yếu quá ấy. Phải hiểu sao ạ? Ơ lần sau gọi thêm đồng bọn cho chị nhá. Một mình chị em chém chết luôn ấy. Chị yếu lắm, chị yếu, một chị còn yếu lắm chị ơi. Tôi tư tưởng tôi cứ tưởng nó mạnh như thế nào, chẳng qua vừa đấy là nó hack thôi. Bạn lấy quả táo à? Em lấy quả táo đâu? À, con quỷ, con quỷ, con quỷ này. Đạn này. Ơ, đau đấy. Chị, em xin lỗi chị ơi. Ôi, chị ơi. Lắp sát. Ú lắp sát. Đừng bỉa mai con ma. Con ma buồn đó. Mà chị gọi người cho chị đánh tiếp ạ. Sợ vậy. Đây đạn đây. Có đạn nhưng không có súng. Thật là hài hước, tôi sắp chết rồi. Có đạn nhưng không có súng. Lấy luôn, uống luôn. Có gì chẳng sáng ở dưới này. À coca coca. Uống luôn. Tôi có cách chơi con game rồi. Có vẻ là khá là bánh cuốn. Ma quỷ gì chui hết ra đây. À, trong góc tường.
tường này, trong góc tường giận dỗi này, mới đánh có tí giận dỗi chứ góc tường này. Thảo mộc, một loại cây chứa Pycho giúp chữa lành vết thương nhỏ. Nó chữa lành 15, nhưng bạn có thể tạo ra một loại thuốc thảo dược bằng cách kết hợp với dầu. À, tí tôi sẽ tìm tìm dầu nhé. Tôi cần đi tìm chìa khóa. Que ít chìa khóa. Que. À đây, chắc đây, trong ngoài đây. Trong ngoài đây. Tôi nghĩ là trong ngoài đây. Ở ngoài đây. Con game này còn dễ dễ quá không nhỉ? Bướng bướng bỉnh. 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 Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Con quỷ này yếu quá. Không phải thảo mộc đâu. Lá sạc cân đấy ạ. À, chỉ ra đây là lá sạc cân rồi. Đây rồi. Med kit đây rồi. Sử dụng luôn. Hồi đầy cây. Nhá. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Hình như chị ấy đang mặc đồ ngủ vậy. Làm sao? Làm sao? À, làm sao? Làm sao? Táo vàng, táo vàng. Lấy táo ăn luôn. Ăn đấy. Tôi vừa lặp lại, tôi vừa ăn, tôi vừa uống, sợ ấy, có cả đạn này nhưng không thấy súng. Ông giáo sư ông đi không để lại cho tôi súng rồi. Ít ra phải để lại cho tôi cái khẩu súng. Ồ bầu, ê Than ơi, có gì cậu cầm khẩu súng cậu giết quỷ đi nhé. Tìm móc chìa khóa để mở con kéo. Từ ta mình solo diều với con ma. Con ma là yếu lắm. Tôi tưởng con ma là như nào cơ. Đấy nhá, lần sau có tà tổ mới cầm gì đó chém nhau rồi nhá là thắng. Dễ vậy, dễ vậy. Anh gọi thêm người anh ấy. Em nghe nói là ở đây là anh mạnh nhất nhưng mà anh gọi thêm người thì em thấy mấy anh chị ấy yếu quá. Chả làm được gì. À đấy. Móc chìa khóa, móc chìa khóa đấy. Móc chìa khóa đấy. Đây là chìa khóa đây. Tí chắc đi ra kia là tôi nhặt được khẩu súng đấy. Có khi tôi nhặt được khẩu súng. Bướng bướng bỉnh, bướng bỉnh. Đông nhỉ? Gọi thêm nó nữa đi. Hai ba chị vào chém thì may ra em chết chứ còn em còn mạnh lắm. Chị em nói thật nhé. Chị còn non và đỏ lắm. Là ông vẫn chưa đo là à đây chắc chắc con quỷ ở đây à. Tà quái thì yếu quá trưởng. Ok chào bạn nhé. À đạn đây. Chắc phải có khẩu súng hay cái gì chứ. Không có súng hay cái gì làm sao chơi được. Trong chiều không gian bị nguyền rủa này, nơi khung cảnh rỉ sét chiếm ưu thế, các linh hồn chìm trong tuyệt vọng. Dreves với con chó quỷ của mình tra tấn không thương tiếc những người có nhiều điều trong lương tâm của họ. Tất cả những cư dân độc ác, đố kỵ và xấu xa bị thiêu sống giờ đây phải chịu những cực hình khủng khiếp. Mùi thịt cháy tràn ngập trong không khí bằng cách nào đó liên tục nhắc nhở chúng ta về tội lỗi của mình. Em sắp lên ra điện nữa. Nhanh thế. Hình như mấy ngày nữa nghe nói mấy ngày nữa là reset anh rồi. Nhanh chứ. Lên gió lên nhanh. Tôi đang vật vã ở cái danh bạc đây.
đánh nhau với quỷ ăn. Đông thế. Ui đông lắm, đông lắm, đông lắm. Ui lên đây trước khi reset à. Chỉ 4 điểm rồi, ui nhanh thế. Tôi đánh một đéo nhanh được đến thế. Tôi đau đầu với Valorant nhiều quá là tôi phải chơi game PC đây. Chơi game PC để giải tỏa không khí nhưng mà nó đéo. Nó lại làm tôi điên lên rồi. Thế mà còn danh tôi với ông. Còn mãi danh đầu đang có dấu hiệu đi xuống rồi. Mẹ tôi đang tụt tụt phát từ trên xuống dưới. Từ trái ra phải, từ trên xuống dưới tụt hết. Từ bạc tụt xuống còn bạc. À đâu từ vàng tụt xuống còn bạc. Mệt vãi. Uống thuốc, uống thuốc, uống thủ. Đứng tiếp. Không cho súng nhở? Ơ! Oh, có thể thoát hướng di chuyển này. Có thế. 5 minutes later. Cái túi nhưng không cho cái gì. Tôi cho cái gì vào đâu. Ui dồi ôi, khẩu súng của tôi đây. Ui dồi ôi. Lóa đây. Tôi biết mà, phải cho tôi cái gì tôi bắn nhau với lóa chứ. Ờ. Nào. Tôi tưởng gì thì hóa ra là vậy. 7/33 viên đây. Tôi biết ngay mà. Quái chứ, cầm dìu bắn nhau được với quỷ. Quỷ máy à? Siêu nhân à? Anh hùng à? Chịu. Chịu 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 chịu. Ờ. Làm sao? Ờ. Lắp đạn. Ờ. Hết xoạc. Ờ, lắp đạn. Sao? Ờ, làm sao? Ờ. 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 Làm sao? Tất cả giơ tay. Epi ạ. Sao? Đúng rồi. À, đây đây là Ema này, đây đây, đây là Ema. Thiếu thế. Ôi. Có súng xong phát nó ấy hẳn lên luôn mà. Có súng phát cảm giác sang người lên mà. Thôi, sắp hết đạn rồi. Ủa con quỷ lấy nhanh nhá. Ủa con quỷ lấy nhanh nhá. Hết đạn rồi. Vẫn phải đánh nhau gì. Nó không cho tôi cái kiếm hay cái gì nhỉ? Chém mạnh hơn. Không rơi cái gì mà. Rất là khôn. E để lấy cái gì? E để sử dụng. E không để lấy cái gì cả. E để sử dụng. À đây.
Cha tôi, Gabriel Blackwood đã khai thác khả năng phi thường của tôi. Có lẽ chữ tà, đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một công cụ đơn thuần để anh ấy chiến đấu với lũ quỷ. Trọng tâm của anh ấy là xua đuổi cái ác. Bây giờ chứng kiến sự đau khổ cư dân ở đây, tôi muốn trả thù. Tôi có nên sử dụng Diemisus để trừng phạt cha tôi vì những gì ông ấy đã làm với tôi không? Sự thù hận và sự tức giận của tôi cảm thấy đang tràn ngập. Anh ấy thậm chí không tìm cách lấy lại tôi. À, nghĩa là con Emma này đấy rồi. À, tôi không được. Dùng gì thôi. Hết đồ. Dùng gì. Dùng gì. Chỉ dùng gì thôi. Bây giờ hết đạn tôi chết. Cứ hết đạn tôi chết, không lấy nhiều. Bọn này khó đánh nhá. Mở cửa. Có vẻ là đây sự trả thù của Emma rồi. Nó bảo bố nó là bố nó coi nó như một công cụ, cho nên là mới quay lại trả thù, muốn sử dụng sức mạnh của con quỷ này để trả thù. Chúng ta cùng lên trên nhà thôi. Game này khá là tối nhở, không có cái chỉnh cho nó sáng sáng lên một tí nhở. Không có cái sáng sáng hơn tí nhỉ, trông khá là tối. Đi mở cửa gì đây. 5 minutes later. Quá thế. Ôi rồi ôi. À, chai dầu đấy. Chai dầu để làm thuốc thảo dược đấy. Ê thằng, mày là đứa nào? Đây rồi. Trừ tà bằng súng đâu rồi. Tôi giờ tôi mạnh lắm. Đùa với tôi được đâu. Bắn ngay. Sử dụng luôn. Hồi 100 máu. Đầy cây. Đạn đây rồi. Muốn diệt quỷ là phải có đạn. Anh nhở. Có thế. Đau thế. Tối quá. Cái túi như vậy không có gì. Dùng chai dầu gió sức vào người để mà chế độ bất tử luôn. Đéo hiểu kiểu gì bắt đầu tiếp ạ. Ở nơi này tôi cảm thấy sợ hãi và cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi không biết mình sẽ phải chịu đựng cái thực tại tù túng này đến bao giờ. Có bất kỳ cơ hội để thoát khỏi đây, tôi cam chịu đau khổ vĩnh viễn không? À, tôi có cam chịu đau khổ vĩnh viễn không? Trái tim của tôi chịu nỗi đau và nỗi buồn. Tôi không có ai ngoài bản thân và những suy nghĩ của tôi. Tôi phải tìm sức mạnh để đối mặt với những nghịch cảnh. Rốt cuộc tôi không làm gì sai cả. Đây có vẻ là về quận Emma.
tôi nghĩ nghĩ còn em mà nó quay trở lại, bởi vì cái ông ấy để ông ấy không không đi cứu cái con này, để con này một mình. Tất cả mình chắc chắc là ông để con này một mình, cho nên là bây giờ nó quay lại trả thù, nó quay lại trả thù ông này. Xem nào, xem khẩu súng nào, 1/5 nạp đạn này, nạp đạn đầy đủ vào cái gì đây, đầu chìa khóa gì, xét trông như à. Ba viên shotgun là đi ngủ ngay. Ui rồi, trong túi, cái túi ra phải có cái gì sáu lòng hay cái gì chứ. Ui trời ơi, khó thế. 5 minutes later. Thần chuột. Mấy viên đạn con quái cái gì thì không đỡ được, cái gì thì ôi trời, còn non và xanh lắm à, còn non và đen lắm thì anh chuột ạ. À, nhá. Ê, thôi, thôi. À, lưu cho chơi, lưu cho chắc thì đề phòng. Và ông lên danh bạc kim chưa ông? Chưa, tôi mới lên được bạc kim thì tôi đã không ngồi đây tôi chơi công đêm này. Yes, đấy, dám đùa với tôi cơ. Lần sau anh gọi đông đông rồi nhé anh nhá, có một mình anh thì không làm gì được em đâu, em hơi bị sát thủ đấy em. Là tôi tên là gì nhỉ, tôi tên là cái gì nhỉ, tôi tên là Jordan à. Anh ấy đi, anh không để lại tôi một cái gì mà anh thần chuột. Thế ra anh ấy bị anh ăn cơn sắt, anh bị ỉa cho em một tạ đinh, một tấn đinh. Và ông này chưa, tôi bị tụt xuống rồi, tôi chơi va nhiều quá, tôi bị kiểu như là sao nhỉ, mỏi tay ấy. Tôi hết đạn rồi, hết đạn hết máu rồi, hết đạn hết máu rồi. Mấy ông này ăn xong không không để lại tôi cái gì mà có thế, con game này nó bị khó quá. Nhưng mà giá nó rẻ, có 50.000 mai chịu là ok bạn này, không có đồ, chắc chắn là không có đồ rồi, bọn này nó mạnh lắm. Ui rồi ôi, hồi phục được 5 HP. Real. Hồi được 5 HP động xanh nhỉ nó. Ui, anh đầu rúa à. Anh đem đầu rúa làm gì vậy? Khi đi qua chiều không gian bị nguyền rủa này, tôi tìm hiểu thêm về bí ẩn xung quanh Diamesus. Khả năng của tôi cho phép tôi cảm nhận được rằng việc anh ấy bị bắt giam không phải là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ cố ý đưa tới đây? Và nếu vậy, tại sao? Có phải anh ấy là một phần của kế hoạch lớn hơn mà tôi không hiểu? Tất cả những điều này khiến tôi càng cảm thấy lạc lõng hơn trong thế giới tắc tối này. À, thế là tức là đêm đêm sắt không phải có quỷ, nó chỉ là ấy thôi. Chết rồi, không đọc comment rồi. Tôi đọc comment của bạn rồi mà.
Tôi bảo tôi có chơi Valorant dừng đâu mà tôi bắn hay. Ông tiên nó hồ nước hồ mất dìu. Không được, cái ông tiên này là chưa được. Đáng ra ông phải cấp cho tôi ba cái dìu không? Trong chuyện chính là tôi lấy cái dìu sắt thì ông phải cho tôi nốt hai cái dìu còn lại đúng không? Nhưng mà không, ông có cho tôi cái dìu gì sắt. Anh này cũng chả dùng ấy. Nói chung là cái này liên quan đến đấy rồi. Này thì đánh nhau gì nữa? À đây có đạn nữa. Bên dưới là phải có cái gì? Chỗ hai cái bằng đạn. Đạp đạn à? 4 viên. Khổ vậy, 4 viên đạn. Khẩu này còn còn to hơn tí được, thật 5 viên. Khổ thế. Mà chỉ tầng trên với tầng cuối cùng có đồ nhưng mà tầng mấy tầng sau không được có. Lấy khẩu này đi, khẩu nó dễ. Gì đấy? Khóa cửa tôi cần đi tìm chìa khóa. Sao lại đồ tôi? Nga. Đồ đi. Từ. Đọc quá. Đang mất một con quỷ hùng mạnh đã bị mắc kẹt giữa thế giới rồi lên thiên tàu của Kharael Blackwood. Sức mạnh của anh ta là cùng lớn nhưng cũng bị nguyền rủa, anh ta bị mắc kẹt trong chiều không gian nghiệt ngã này và cơn khát máu trả thù của anh ta ngày càng lớn. Tôi cảm thấy rằng được sự hiện diện của hắn và tôi biết được mình phải cẩn trọng vì hắn có thể trốn thoát, tuy nhiên anh ta có thể sở hữu anh ta có thể rất hữu ích. Đã đến lúc sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trên thế giới này và tôi trừng phạt những kẻ có tội. Ok, em đọc sau rồi nha anh nhé. Coi như là em trừ tà xong rồi nhé. Thằng bạn này 5 viên là hết hết mỡ rồi. Anh kiểu anh gạt em. Sao lại gạt? Đây rồi. Henshin đến đây. Ê thằng, tôi chả hiểu ông nói gì. Tôi nghĩ đây là bản demo thôi. Ô, thích. Hồi máu tính tiếp. Ah.
đánh thế? Ôi thằng này quá đánh á. Thằng nào có biết tên Lea mà. À hết 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 rồi. Đầy đạn đi tính chức. Hai bắn lục một, bắn lục. Cười cứt. Cười cứt. Cười đấy, cười to. Không, không chưa vào, chưa vào, vào là dở, vào là chết. Thế mày chủ nó thật nhá. Chú cũng không làm gì cháu cho nên cháu tao chú đi thề chú có làm gì cháu đâu. Ồ vậy tất cả tại em à tất cả tại ông kia nhá. Tôi tin tưởng ông ấy quá rồi, ông ấy lừa tôi ở đây khổ tôi ấy. Đã mạnh thì chớ con quỷ, đã mạnh thì chớ nay còn mạnh hơn. Nói ít thôi. Anh ta nói ít thôi. Anh cứ im lặng thôi em là được. Anh không phải nói gì cả. Anh cứ cho em khoảng mấy nghìn viên đạn là em tự lo được hết. Buộc rồi. Bắt buộc rồi. Bắt buộc phải đánh con quỷ này rồi. Nó mạnh quá. Giờ chỉ chạy vòng quanh cái nhà thôi. Ôi tôi tốn một viên đạn của em anh ơi. Em đã hết đạn thì chứ anh vẫn tăng tung. Không có đâu à. Khổ thân tôi. Tôi biết gì đâu, tôi chỉ ở một đứa trẻ. Oh no. Nói ít đi. Thành chả làm của ai thì cũng bị trẻ con nó trêu nó chọc khổ vậy. Mình đã già chứ. Trêu ấy chọc, trêu ấy chọc. Oh no. Ngứa hết cả tài, đậu xăng. Cả tại con đêm à, chả yếu làm gì. Oh no. Oh no. Oh no. Quỷ quá đánh lắm. Con quỷ nó mạnh lắm. 5 minutes later. Đó, tôi biết cách diệt con này rồi. Tôi sẽ diệt con này. Tôi sẽ là một thầy trừ tà. Siêu thầy trừ tà. Nhá. Cuốn sách này toàn ghi mấy cái gì lung tao tung như toàn ghi hết từ ngày 4 ngày 5 gì đấy chứ. Oh no. Oh no. Ôi đừng đi ra đấy anh ấy. Đi nhầm đường lạc lối là đi luôn ấy. Lạp đạn, à lạp lạp máu lạp máu. Rồi.
hết đạn. Cứ bắn vào đầu thế thôi, không còn cách nào khác. Tôi đành phải chơi chơi như thế này bởi vì nó mạnh quá. Ủa con này nó mạnh lắm. Ui. Hết đạn rồi. Rồi. Anh em chết anh ấy rồi. Bung lỏ. À. Ai lấy cuốn sách? Thoát khỏi căn hộ. Tưởng tiếp nào. Tôi giật cơ mình. À ơ ừ. Không còn cái gì nữa rồi. Thôi chúng ta đi thôi. Vãi cả trưởng ạ. Từ Lưu trò chơi. Trời ơi, ai chưa lại áp bổ nó mạnh quá. Cho tôi có tí máu. Bạn thấy tôi bắn hết cả bộ đạn đấy. Ok. Tôi bắn hết cả bộ đạn đấy. À không, cái là đọc rồi, cái là đọc rồi. Cứ thoát ra được tính. À đây, đây. Thoát rồi, chúng ta thoát rồi. Tìm chìa khóa cửa căn hộ. Xong rồi đúng không? Alo. Ồ, hết rồi, hết.